Alo, bắt đầu tiếp nha các bạn. Rồi hôm trước mình đã dừng lại ở cái chỗ là điện xoay chiều đúng không? Nhà mình đang dừng ở cái phần ba la mã đó là máy biến áp và máy điện. Rồi ok ha. Thì bây giờ mình tiếp tục các bạn. Bây giờ về máy áp máy điện tiếp tục nha. Bây giờ đầu tiên máy biến áp là máy gì? Nghe cái chữ máy biến áp chúng ta biết rằng áp ở đây là điện áp, cho nên là đây là thiết bị để biến đổi gì các bạn. Biến đổi giá trị của điện áp là u 20 điện áp của ai của ai của ai các bạn của ai ta của dòng điện xoay chiều chú ý nha chỉ có dòng điện xoay chiều mới đổi được thôi nhé bạn và máy biến áp dù cho thay đổi điện áp nhưng nó sẽ không làm thay đổi gì các bạn không làm thay đổi ok tần số rồi tiếp tục các bạn câu 110 ha máy biến áp không biến đổi điện áp của dòng điện một một chiều được chứ bạn nó chỉ biến đổi dòng điện xoay chiều thôi và cấu tạo biến áp vừa cũng có hai bộ phận cái này mình nói rất nhiều với các bạn rồi đúng không thì hai bộ phận nó gồm gì thứ nhất đó, đó là cuộn dây và thứ hai á các bạn là gì các bạn lõi thép được chưa và bây giờ tiếp tục mọi người ơi lõi thép trong máy biến áp có chức năng chính là gì đó là chức năng dẫn từ thông đối bạn dẫn từ thông ha đi từ cuộn bên này sang phía bên kia và ngoài ra còn có một chức năng phụ các bạn là làm khung của dây để biến ép nhìn nó đẹp đẽ hơn ok có cái cuộn dây này mọi người ơi đối bạn có cái cuộn dây quấn quanh loại thép và nối với cái nguồn điện á cái nguồn phát các mọi cái nguồn phát điện ra á người ta gọi là cuộn gì bạn cuộn sơ sơ cấp đúng rồi các bạn nhớ hình dung này mọi người đây là mấy ép đúng chưa đó một bên sợi dây này mọi người thì người ta làm gì quấn vô cái nguồn U1 và tự nhiên đầu còn lại quấn sợi dây và tạo ra được cái nguồn U gì? U2 đúng bạn còn cái thằng mặt đây ok ha do đó có 115 nè nối với đầu ra của máy biến áp á thì cái thằng mà nối với đầu ra này á chính là cuộn gì các bạn cuộn thứ thứ cấp các bạn cuộn thứ cấp mọi người và bây giờ tiếp tục mọi người ơi bây giờ công 116 á à. công thức của máy biến áp lý tưởng đó là U1 chia U2 bằng N1 chia N, N2. Nó là tỷ lệ thuận các bạn. Và nếu như mấy áp lý tưởng mà bên kia không cos phi bằng 1 nữa các bạn. Nếu như chúng ta còn có cos phi bằng 1 ở hai bên nữa. Thì ta còn có cái này bằng luôn là Y2 chia Y. 1 Ok chưa? Rồi tiếp tục các bạn. Mấy mấy áp lý tưởng thì nó không làm thay đổi gì. Mấy áp lý tưởng thì không làm thay đổi gì các bạn. Mấy áp lý tưởng là mấy biến áp mà không làm thay đổi công suất. Được chưa các bạn? Làm biến áp mà cái công suất của cuộn sơ cấp và công suất của thành phần thứ cấp nó như thế nào với nhau các bạn? Bằng nhau. Và nguyên tắc hoạt động của biến áp sẽ dựa trên hiện tượng gì các bạn? Cảm ứng hiện điện từ. Ok chứ các bạn? Để hiện tượng cảm ứng điện từ ha mọi người. Ok. Và tiếp tục mọi người ơi, quy trình biến đổi điện áp trong máy biến thế là gì? Quy trình biến đổi điện áp trong máy biến thế là gì các bạn? Quy trình biến đổi điện áp là gì các bạn? À đầu tiên đó là gì các bạn? Đầu tiên nè là gì các bạn? Dòng điện xoay chiều ở cuộn gì? Sơ cấp. Đó mình nhắc lại mọi người, đây cái khung dây. Được không bạn? Có hai đầu nguồn điện xoay chiều và đầu ra. Thì đầu tiên nguồn điện xoay chiều ở sơ cấp. Xong rồi nguồn điện xoay chiều này do xoay chiều là biến liên tục nó sẽ tạo ra từ thông vậy bạn, từ thông biến thiên và khi có từ thông biến thiên rồi sẽ bắt đầu có vậy bạn, từ thông biến thiên nó không những nó ở đây nó sẽ bị truyền qua phía bên kia và dẫn đến phía bên kia cũng có từ thông biến thiên mà từ thông biến thiên bên kia thì sẽ tạo ra được gì bạn, dòng điện cảm cảm ứng ở đâu ở thứ cấp và chính dòng điện này tạo ra điện áp U U2 ở phần thứ cấp, ok chứ bạn. Và còn bây giờ tiếp với bạn máy tăng áp thì sao? Máy tăng áp nghĩa là máy có U2 lớn U1 nên do đó N2 lớn N1. Được bạn. Còn máy hạ áp là máy gì bạn? Là có U2 nhỏ hơn U1 nhưng về mặt Y á nó là tỷ lệ nghịch nên là Y2 nó phải lớn hơn gì vậy bạn. Y1 mọi người. Ok. Được chưa bạn? Hoặc nếu mọi người không nhớ thì bạn chứng minh lại công thức thôi. Bởi vì cái công thức bản chất á đó, là B sơ cấp và B thứ cấp như thế nào với nhau các bạn? bằng nhau. Và bê sơ cấp là U1, Y1. Bê thứ cấp là U2, Y2. Nên do đó ta rút ra được rằng là U1 chia U2 sẽ bằng là Y2 chia Y. Y1 chúng nó tỷ lệ gì các bạn? <laughs> tỷ lệ nghịch. Chờ, chúng nó tỷ lệ gì các bạn? Chúng nó tỷ lệ nghịch ha mọi người. Ok, ok. Rồi, tiếp tục ha mọi người. Tới 2022 nè mọi người Đó là máy Máy phát điện xoay chiều một pha Rồi ok Chúng ta tới là máy phát điện xoay chiều một pha ha. Và máy phát điện xoay chiều là máy phát điện Và dựa trên hiện tượng đơn giản là cảm ứng điện Điện từ đúng bài kia điện từ mọi người Và máy phát điện xoay chiều thì gồm mấy bộ phận Này mình nói nhiều rồi đúng không Muốn tạo ra điện thì phải có từ trường biến thiên Tạo ra từ thông biến thiên Đúng rồi. Nên nó có hai thành phần chính thứ nhất đó, đó, là phần cảm rồi phần cảm phần cảm là cảm ứng từ nó tạo gì bạn chức năng tạo gì tạo từ trường các bạn ơi cho nên nó là cái gì các bạn nam châm quay và ở phần cảm này là người nó tạo ra từ trường nè và làm một cái năm châm quay và cái sự quay của năm châm nên thằng này còn có một cái tên gọi là rô gì các bạn rô to là quay Đúng chưa? Còn mấy phát điện còn một cái thành phần nữa là phần gì các bạn? Phần gì đây? À, phần ứng. Đúng không bạn? Phần ứng là để tạo gì các bạn? Tạo ra dòng điện cảm, cảm ứng. Được không? Và nó là các cuộn gì mọi người? Nó cứ là cuộn dây. Và phần ứng chỉ cần đứng yên thôi. Nên người ta còn gọi nó là gì các bạn? Star, starter. Ok. Và phần cảm, cảm là tạo ra cảm ứng từ nha mọi người. Tạo ra cảm ứng từ đúng bạn mà cảm từ ở đây hay nó khác là, là từ thông vậy bạn từ thông biến thiên đúng không bạn bằng các 500 trăm bạn quay hay có một cái tên gọi là rotor. con phân ố ấn là các cuộn dây là để đưa dòng điện ra và người ta cố định nó gọi là star star ok hả bạn rồi tiếp tục một máy phát điện gồm n cặp cực quay với tốc độ b dòng thì ui f bằng gì n nhân n nhân b ok ha rồi tiếp máy phát điện xoay chiều ba pha như cái đề vừa rồi mình mới ôn lại ba pha nghĩa là ba thằng có ba cái e như thế nào các bạn đôi một lệch nhau một góc hai pi chia ba được chưa và cấu tạo của phần cảm nó lại là cảm ứng mà là là năm trăm được không bạn còn phần ứng là gì các bạn phần ứng là ba cuộn dây đầu ra ba cuộn dây đúng không bạn ba cuộn dây đặt trên một gì bà người một vòng tròn đúng không bạn nhớ mọi người đây đây là đây năm quay kính nhựa đúng không và nó có gì một hai ba cuộn dây đúng không có tạo ra ba cái vòng em hai và ba thằng này đôi một lệch pha nhau một góc là 2 bi chi máy. 3, hai bi chia mấy chia ba hai được chưa ok ha mọi người và tiếp tục ta đến với lại động cơ không đồng bộ thì ở phần động cơ không đồng bộ này nè mọi người thì động cơ không đồng bộ dựa trên hiện tượng gì các bạn dựa trên hiện tượng gì hiện tượng gì vẫn là cảm ứng điện tử được không các bạn và động cơ không đồng bộ có tác dụng gì có tác dụng gì các bạn có tác dụng biến đổi từ điện năng sai nghĩ các bạn cơ năng Ok, từ điện năng sang cơ năng nè. À. Và start trong động cơ không đồng bộ bao gồm gì? Stator á, là người là phần quay trong động cơ không đồng bộ các bạn. Thì stator của nó là ba cuộn dây. Đó bạn, nó tạo ra được gì? Tự thông biến thiền. Là hàng đứng nghiêng. Thằng này ngược lại, động cơ không đồng bộ khi cái thằng tạo ra từ trường là hàng đứng nghiêng. Đó các bạn, còn cái thằng rotor cái là cái gì quay? cái gì quay mọi động cơ nghĩa là cái thằng biến đổi từ điện sang cơ thì nó ngược lại nha mọi người nên ở đây cái thằng quay á, nó phải là cái khung dây đúng không ạ nó phải là cái khung dây hay là cái cuộn dây nha các bạn để làm chi giống như cái quạt nha mọi người cái khung dây nó quay trong từ trường thì khung dây nó quay á dẫn đến cái khung dây nó nối liền cánh quạt đó nó nối liền cánh quạt thì sẽ làm cho quạt quay được nên thành phần quay ở đây là thằng rotor to các bạn nó là cái cuộn dây đúng không ạ theo dạng là các kiểu bạn các khung tròn hay người ta còn gọi ở đây á đối với động cơ điện á ta gọi là rotor lồng với bạn rotor lồng lồng sóc ok ha mọi người và do ở đây là cái động cơ không đồng bộ nên từ trường quay đó mọi người từ trường quay nó sẽ làm cho khung dây quay nhưng dù gì ăn nữa cái, cái tốc độ quay á mọi người của cái từ trường quay á mọi người cái tốc độ quay của từ trường á đỡ bạn của từ trường nha mọi người nó phải luôn luôn như thế nào bạn lớn hơn tốc độ quay của rotor dễ hiểu mà bởi vì rotor là thành phần quay theo rotor là thằng bị từ trường nó là quay theo đúng không bạn đúng không người nó bị từ trường quay theo còn cái bản chất á cái, là cái từ trường này hay là cái nguồn điện nữa mà hay là tần số nguồn điện đúng không mọi người thì chắc chắn cái thằng kia chắc chắn phải nhẹ hơn do bảo là năng lượng đúng không bạn năng lượng không thể nào lớn hơn được cái thằng rô to cái thằng rô to mà được tạo ra để quay á không bao giờ tốc độ của nó có thể lớn hơn được từ trường quay nó luôn luôn nhỏ hơn tần số từ trường hay là của dòng dòng điện ok được chưa mọi người ok ha vậy thì tiếp tục mọi người truyền tải điện ui dạo gần đây chính là nói rất nhiều về truyền tải điện hao phí truyền tải điện là do ai là do điện trở dây dẫn do tỏa nhiệt đúng không? Công suất hao phí của điện năng được tính bằng thức gì bạn? Delta B bằng gì? Y bình R bằng gì bạn? B bình chia U bình cos bình phi nhân R ha mọi người. OK ha. 117 điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào gì? Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào cái gì bạn? Bản chất của dây. Hay tính theo công thức R bằng gì bạn? R bằng Rho là chia chia S. Ok hả người. Và để giảm hao phí truyền tải điện năng á thì cách tốt nhất là gì các bạn? Có hai cách giảm hao phí á, một là gì các bạn? Giảm R, hai là tăng u. nhưng tốt nhất là gì các bạn? Tăng u. Đúng không? Bởi vì sao? Khi chúng ta tăng U k lần thì delta B giảm mấy lần? K bình phương lần. Và hiệu suất truyền tải được tính bằng thức là H bằng gì các bạn? B tiêu thụ chia cho B với các bạn, B phát đó 20 ghi là B phẩy gì B đó, các bạn. Ok. Rồi, chúng ta xong phần đầu tiên của chúng ta hả bạn? Đó là điện xoay chiều lý thuyết. Và ở phần điện xoay chiều lý thuyết này, khó không? Không khó không? Dễ dạ. yeah. Đúng rồi, nó vẫn chưa là những phần đánh mạnh vô cho các bạn về mặt lý thuyết. Đúng các bạn, nó chỉ đơn thuần là những cái công thức bình thường thôi à. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nha các bạn đó là chuyên đề lý thuyết 4 dao động điện từ được chưa các rồi ok chúng ta đến bốn chuyên đề lý thuyết rồi nên sẽ còn ba chuyên đề nữa và chúng ta sẽ bắt đầu cái việc là sửa trắc nghiệm Mình sẽ đánh rất nhiều câu trắc nghiệm nha các bạn Để mọi người chú ý này. rồi ok mọi người tiếp tục mọi người có một cấu tạo mạch dao động điện từ tự do gồm gì rồi mạch dao động các bạn mạch dao động thì đơn giản mọi người cấu tạo này quá ôn quá nhiều mọi người ơi nó gồm hai phần là l và và tụ điện C rồi L và C nữa tiếp Thứ hai, trên mạch dao động của mọi người thì đó là quá trình gì các bạn? Mình nói cái này kỹ lắm các bạn, đó là quá trình biến thiên giữa mấy loại năng lượng. Hai loại là năng lượng từ trường và năng lượng gì các bạn? Điện trường. Đúng chưa? Và nguyên tắc hoạt động của mạch dao động là từ đâu ra? Là hiện tượng gì các bạn? Hiện tượng là hiện tượng gì? hiện tượng biến thiên dòng điện trong một cuộn dây trong một mạch điện là hiện tượng tự tự cảm. Và mạch dao động điện từ được coi là lý tưởng khi điện trở của cuộn cảm bằng bằng không. Đó bạn? Và có hai thành phần tụ điện và cuộn cảm. Thì tụ điện sinh ra năng lượng gì? Năng lượng điện trường. Còn cuộn cảm sinh năng lượng gì các bạn? Năng lượng tự từ trường hai người ừ. ok được chưa mày rồi ok quá đơn giản à vậy bây giờ tắt cách tạo ra dao động điện là gì cung cấp năng lượng mạch bằng cách gì bạn đầu tiên phải có điện trước đúng không mà điện từ đâu ra điện từ tụ điện ra thì chúng ta sẽ cung cấp điện cho mạch bằng cách chỉ bạn nạp điện cho tụ. Bạn ơi, nối tụ với nguồn. sau khi nó tiểu nguồn rồi á thì ác trong sẽ chạy về đâu sẽ đi về sẽ đi về đi về với bạn một anh tụ đó bạn đây tụ điện này đây tụ điện này đó mắc trước nối tới nguồn trước để chứ bạn và sau khi cái tụ tụ rồi mọi người thì khi đó người ta xả bạn khi đó nó đạt đến một cái giá trị với bạn tụ điện đạt đến cái giá trị tối đa và khi đạt giá trị tối đa rồi đó mọi người thì nó chỉ nào các bạn sau đó nối nó lại với một cái cái gì các bạn với cuộn cảm và khi nối với cuộn cảm rồi mọi người tạo thành một cái mặt kính á thì lúc này tụ điện sẽ bắt đầu nó phóng điện qua cuộn cuộn cảm nè à. được các bạn rồi đây là chuyện tích điện các bạn tích điện tự tự do cho tụ điện rồi đúng không bạn thì cuộn cảm sẽ có dòng điện gì, mọi người cũng có cường độ là gì biến thiên điều hòa vì tụ điện nó xả từ từ chứ không xả hết một lần các bạn và và do cái hiện tượng với bạn tự cảm bên trong đó nên là nó có dạng điều hòa luôn nên dòng điện tăng đột ngột các bạn do tăng delta y y mà tăng á thì hiện tượng sẽ ra là hiện tượng tự cảm nó giống như từ thông tăng các mọi người từ thông tăng sẽ ra cảm ứng điện từ và ở đây dòng điện tăng á thì cái từ thông bên trong cái cuộn dây bên trong mạch điện thay đổi thì hiện tượng nó gọi là tự cảm Đỡ rồi và dòng điện tự cảm thì cảm ứng có chiều chỉ bạn chống lại nguyên nhân sinh ra nó ok không và tụ điện ta lại được tích điện ngược lại là nhờ gì vậy nhờ gì vậy nhờ cái sự chuyển đổi từ năng lượng từ Xe năng lượng gì năng lượng điện và nó cứ chuyển đổi qua lại qua lại do đó ha nói chung quá trình của này nó là quá trình với bạn phóng điện hoặc là nạp điện trên tụ điện và người ta gọi đây là mạch dao động điện từ ok hả các bạn rồi rất đơn giản được chưa Ok. Rồi tiếp tục nha các bạn, tiếp tục nha. Rồi bây giờ tiếp với bạn, bây giờ đến cái biểu thức này mọi người, biểu thức phải nhớ ha, ký hiệu của tụ điện là điện tích là gì vậy? Điện tích ký hiệu là gì vậy? Đơn vị điện tích chứ là gì? là cu lông c được rồi. điện tích cho một bản bản tụ sẽ biến thiên như vậy biến thiên điều hòa được và biểu thức của điện tích là dưới dạng điều hòa quy bằng quy không với bạn cos omega t cộng phi đúng không tức thời là quy nhỏ cực đại là quy không và điện tích của hai bản tụ luôn luôn trái với bạn trái dấu nhau OK. Và tần số biến thiên omega bằng gì? Một phần căn là c. Nên đó nó sẽ phụ thuộc vào l và và c. Đỡ bạn. Và tần số góc thì cũng bằng một phần gì mọi người? Một phần căn là là c. Đó là tần số góc nè. Và nếu như cái góc thời gian thì cứ tùy lại bạn. Nếu như lấy bị bản dương đó mọi người, thì lúc đó mọi người cái giá trị pha ban đầu của nó sẽ bằng là không. Lúc bản dương nha mọi người. Bản dương đây nạp đầy và bạn điện tích dương còn nếu như nạp đầy á nghĩa là giá trị cực đại á mà ta tính là điện tích, điện tích, điện tích âm thì sao vậy thứ nhất ha nạp đầy thứ nhất các mọi người cái nạp đầy ở đây á nghĩa là nằm ở đâu mọi người nằm biên và nếu như nối bản dương á là biên dương thì bằng không còn nối bản âm á mọi người thì là biên như vậy biên âm nên phi sẽ bằng gì vậy sẽ bằng là là bi ok Rồi ok mọi người, tiếp tục dòng điện qua cuộn cảm được rồi, các bạn, điện điện qua cuộn cảm là do ai ra là do điện tích thay đổi nên ta có một công thức là gì bạn hồi lớp 11 á, y á là bằng điện lượng qua một đơn vị thời thời gian, nhưng vì ở đây á là do điện tích thay đổi liên tục nên ta sẽ ghi là bằng gì bạn dq chỉ d dt hay nó khác đó là đạo hàm của điện tích quy và ở đây cộng đi công thức dòng điện cực đại là y không bằng gì Bằng bạn bạn? Omega nhân u không. Và ở đây ha, điện tích thì luôn luôn biến thiên như các bạn. Do điện tích của dòng điện luôn luôn biến thiên gì? So với điện tích, đúng không bạn? Thì dòng điện, theo so với việc điện tích ha ngoài thì dòng điện trong mạch là C biến thiên như bạn. Luôn luôn, dòng điện luôn luôn sớm. Sớm pha bị chi hài. Và dù gì dân nữa thì điện tích và dòng điện nó sẽ luôn luôn giống nhau về mặt như bạn tần số chu kỳ ok ok mọi người ok tiếp tục biểu thức của dòng điện mọi người thì biểu thức cũng là dạng mạch xoay chiều nên là y bằng y không cos omega t nhưng mà cộng phi gì phi y không bạn và dòng điện và tích thì là biến thiên sớm pha bg 2 á nên đây là hai lượng vuông vuông pha nhau Giờ vì vuông pha nhau nên ta có công thức là y bình chia y không bình cộng quy bình chia quy không bình bằng mấy? Bằng bằng 1. Ok. Rồi, tiếp tục nha mọi người, tiếp tục nha các bạn. Rồi, bây giờ muốn quan hệ giữa điện tích và điện áp giữa hai bản tụ điện là gì? Đó là quy nhỏ bằng C nhân u nhỏ Rồi điện tiếp tục người điện áp cực đại trên hai bảng thụ điện là gì các bạn? Là gì? Điện áp cực đại là gì các bạn? Nó là U U0 thì sẽ bằng là u 0 chia gì các bạn? Chia C ha. Và điện áp trên hai bảng tụ á thì biến thiên cùng gì các bạn? Tần số. Được chưa mọi người ơi? Ok không? Đỡ bạn và cùng gì nữa? Cùng cùng pha. Bởi vì ở đây ấy, mọi người điện tích điện áp hay cùng pha. Hay mình nói về mặt pha mình chia hai cột mọi người rồi. Đúng không bạn? cùng một tên gọi thì là một gì các bạn là gì các bạn là cùng một cột á là cùng pha khác cột và ngược cùng một cột có gì thứ nhất nó có gì các bạn u u cái gì đó mọi người u u gì đó người e u u e cùng pha cột bên kia gì các bạn là y cột thứ hai là gì các bạn là b thì y và b cùng pha nhưng nếu như đối cột thì hai cột này hai cột vuông pha nhau và đây là cột sớm còn đây là cột gì bạn sẽ pha ok được chưa các bạn nên những cái này mình quát cơ bản để mình trả lời các bạn rồi ok về điện áp u á, và y thì đó nếu như nói về u và y thì hai này là hai thằng biến thiên với các bạn vuông vuông pha nhau và ở đây mối quan hệ giữa cực đại và điện áp cực đại và điện áp cực đại là gì ta có công thức gì các bạn cu ly căn c u không bằng căn l y không cu ly các bạn? và công thức độc lập đối với dòng điện và điện áp hai thằng ngóc này là vuông pha nhau nên ta có U bình chia U không bình cộng Y bình chia Y không bình bằng mấy? Bằng bằng 1. Ok. Rồi tiếp về chu kỳ và tần số riêng các bạn. Về chu kỳ và tần số riêng ha. Thì chu kỳ thì đây là sự biến thiên điệu, điều hòa theo thời gian. Nên người ta gọi đây là dao động điện từ với bạn. Điện từ tự do. Có chu kỳ dao động đó mọi người thì là bằng bạn. T bằng 2 pi căn Lc. Còn tần số với bạn, tần số F bằng với bạn 1 phần 2 pi căn căn là C. Còn omega là 1 phần căn Lc ha. Cái mạch điện tử này nếu C tăng 4 lần thì khi đó chu kỳ của mạch tăng máy tăng 2 thôi vì nằm trong căn. Đúng các vì nằm trong căn ha. Rồi, tiếp tục với 4 người. Ở đây tần số tính bằng thức gì thôi. Ủa, về tự tính nha các bạn. 1 phần 2 pi căn Lc. Rồi, tự tính. Rồi tần số gốc là gì? Omega bằng 1 phần căn là C tự tính. Trong một chu kỳ á, nó phóng điện mấy lần và nạp điện mấy lần. Nó phóng điện nghĩa là sao các bạn? Là gì mọi người? Là cực đại nhả xuống. Còn nạp điện sao các bạn? Là từ cân bằng gì mọi người bơm lên. Vậy thì giữa hai lần, đúng rồi, trong một, chu kỳ sẽ có hai lần có giá trị cực đại. Một là dương hoặc là âm nè. Đúng rồi, cực đại hoặc tiểu. Nên nó có hai lần nạp điện và hai lần phóng điện. Hai lần phóng điện là nằm ở hai biên còn hai lần nạp điện là ở dưới bạn cân bằng hả mọi người và trong vòng một chiều à, trong một chu kỳ á thì dòng điện là mạch lc đổi chiều mấy lần đổi chiều hai lần luôn nên là ứng với hai biên đúng không bạn ok hàng mọi người rồi ha Rồi tiếp chúng ta phần qua phần tiếp theo đó là điện từ trường các bạn như điện từ trường thì năng lượng điện từ trường dự trữ đâu năng lượng điện từ trường dự trữ đâu các bạn trong tụ tụ điện đó và công thức tính năng lượng điện trường, điện từ là gì W điện từ tính bằng thức gì các bạn nửa nửa cũ 1 phần hai c u không bình và năng lượng điện này mọi người ký hiệu là W với các bạn WC. và nếu như đây là max thì nó sẽ là u không còn nếu là năng lượng tức thời sẽ là 1 phần hai c với bạn u nhỏ bình phương. ok mọi người ok được chưa rồi tiếp còn năng lượng từ trường dự trữ ở trong dĩ bạn cuộn cuộn cảm và nếu như đã nói là năng lượng từ trường cực đại á thì ở đây nó là 1 phần 2 nửa lĩ là y không bình Còn tức thời thì năng lượng này là 1 phần 2 là dĩ bạn y nhỏ bình Và ở đây tổng năng lượng điện từ trường là vừa năng lượng tụ và vừa năng lượng lẫn điện các mọi người và năng lượng của từ trường ha và năng lượng trong mạch dao động là c lý tưởng là một hạng hằng số khi r bằng không ha Ok rồi, okay. vậy thì bây giờ tiếp bạn về khái niệm về những khái niệm cơ bản như điện trường và từ trường ha. Vậy điện trường là gì? Nó là một cái môi trường bất chất đỡ bạn xung quanh gì vậy, bạn xung quanh một cái điện điện tích đỡ bạn ơi xung quanh điện tích thôi mọi người vì ở đây ha từ điện trường là một cái môi trường nằm ở xung quanh gì bạn điện điện tích ok không còn từ trường thì sao là một cái môi trường nhưng nằm xung quanh gì bạn xung quanh từ từ tích và từ tích đây là gì bạn nam châm hoặc là dòng dòng gì bạn dòng điện ok được chưa và nếu như ở một nơi nào đó nó có điện trường biến thiên thì tại đó sẽ xuất hiện gì bạn điện trường biến thiên thì tự đó sẽ xuất hiện gì từ trường biến thiên và ngược lại nếu một nơi có từ trường biến thiên thì theo thời gian thì nó sẽ lại xuất hiện một cái điện trường biến thiên để bạn nó cứ qua lại vậy á và đường sức từ hay đường sức điện luôn là những cái đường gì vậy bạn đường kính đường sức từ luôn là kính còn đường sức điện đường điện trường xoáy á, là những e xoáy với nhau á, thì nó là đường sức điện gì luôn kính luôn và điện từ trường nó sẽ có hai thành phần biến thiên theo thời gian một là điện trường biến thiên và hai nó là từ trường biến thiên ok ha okay, các bạn rồi ok ha Và do biết thiên như vậy mọi người thi những thằng á mà nó như thế nào vậy Những thằng biến thiên mọi người ơi Những thằng mà biến thiên ở đây á Nhất đó là điện trường và từ trường sẽ biến đổi với bạn Cùng gì Chu kỳ tần số Và cùng Cùng pha Biểu thức cường độ điện trường là E sẽ bằng là gì các bạn E0 Cos omega t cộng Phi Và phi ở đây là phi E Mà phi E này nó sẽ bằng cái phi gì Phi U bằng phi gì luôn phi của thằng quy luôn hả bạn còn cảm ứng từ b á thì nó sẽ bằng là b không cos omega t cộng phi phi b và hàng phi b này sẽ bằng cái phi gì phi y ok và công thức độc lập là vì hai đại lượng này là hai lượng cùng pha nên ta có là e chia e không bằng gì bạn b chia b b không và về mặt phương của nó thì các vector này hai phương của nó sẽ vuông phương với nhau được chưa mọi người nó sẽ vuông phương với nhau các bạn được chưa vậy thì rõ ràng e và b là hai thằng nhỏ vuông phương nhưng cũng cùng pha ok vuông phương nhưng mà cùng với bạn cùng pha ha? rồi ok rồi phần về sóng điện từ là những phần liên quan đến lý thuyết bắt buộc mọi người phải học bài mới có thể làm được đỡ bạn về nhà các bạn cố gắng hoàn thành xong phần lý thuyết sau này và mình sẽ up đáp án lên cho mọi người liền được chưa bạn rồi ok ha nay kết thúc chúc các bạn vui vẻ